tất cả các sự thay đổi người thì các ông bầu của các đội đều phải ghi danh sách ở trung tâm bàn thư ký, sau đó nộp cho trung tâm phát thanh để trung tâm phát thanh kịp thời đưa tin. Lúc này thì ông Quỳnh cùng với tổ trọng tài cũng đã dẫn đội hình trong trận đấu tranh giải ba ra sân. Trận đấu do các phóng viên chuyên nghiệp và không chuyên trong khu vực tỉnh Bắc Giang về đây tác nghiệp đưa tin. Tiếng còi của trọng tài cũng đã vang lên. Hai đội đang dành cho nhau cái bàn tay thắm tình hữu nghị. Một màu sắc tổng hợp đã có mặt trên sân bóng trung tâm của quê hương chúng ta. Những nhà phao, những trò chơi, những hàng quán cũng đã được ban tổ chức sắp xếp rất quy củ và gọn gàng để phục vụ cho toàn thể khán giả cũng như các cháu nhỏ về đây vui chơi giải trí. Đặc biệt là ban tổ chức chúng tôi sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất, không thu bất cứ một loại thuế phí gì. Chính vì vậy mà ban tổ chức cũng rất cần sự chung tay của các chủ hàng quán. Sau khi trận đấu kết thúc và giải kết thúc thì các chủ hàng quán cũng cần vệ sinh khu vực mà các hàng quán của mình đã bố trí để phục vụ bà con, để đảm bảo cho môi trường của thôn vườn xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang mãi sáng xanh, sạch đẹp. Ngồi trên chiếc giàn giáo rất uy nghi và thuận lợi, đó là Thuận Nguyễn. Thuận Nguyễn đã giơ tay chào khán giả trên sân. Phóng viên Thuận Nguyễn sinh năm 1990, rất đẹp trai và hiện nay vẫn chưa có người yêu. Chữ Hà Lương Vlog thì tất cả các hình ảnh sinh động nhất của giải đấu chúng ta sẽ hiện lên trên màn hình. Trận đấu chuẩn bị được bắt đầu. Ở hiệp 1 thì các cô gái lãng tranh trong trang phục màu xanh tổng hợp bảo vệ cầu gôn bên phải theo hướng nhìn từ khán đài A. Các cô gái Thủy Triều đỏ trong trang phục màu tím lợn bảo vệ cầu gôn ngược lại. Ông Quỳnh cũng đã nhìn đồng hồ. Chúng tôi xin giới thiệu theo đội hình bên phía đội tuyển lãn tranh gồm số 9 Thị Toa, số 6 Hiệp 1 bắt đầu. Số 6 Văn Thu, số 8 Nguyễn Thị Thắm, số 19 Thị Tâm, số 12 Lệ Duyên, số 16 Thị Thúy, số 14 Chu Thị Khoai, số 18 Dương Thị Nhanh, số 21 Thảo My, số 4 Dương Thị Hiền. Và bên phía đội tuyển Thúy Chiêu Đỏ gồm số 9 Anh Phương, số 10 Mai Hương, số 87 Vị Hương, số 29 Hoài Ngọc, số 19 Bảo Thoan, thủ môn Anh Thư, số 11 Lương Hà, số 91 Minh Anh và số 8 Hồng Luyến. Vâng, và Anh Phương phối hợp với đồng đội của mình sẽ được tải trước đá. Anh Phương phối hợp với đồng đội của mình sẽ được tải trước đá. Đó là tình huống phối hợp cùng nhạc trưởng Anh Phương. Sau khi nhắc được công chuyện ở khu vực dưới sân thì Anh Phương đã tán bật với đồng đội của mình trên hàng ngang cánh phải. Một cầu thủ ghi bàn thắng mở tỷ số cuộc trận đấu đang đi đâu. Vâng, và bà Thụy Mạnh sẽ trao 100.000 đồng cho cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên ở trận tranh giải ba. Đó là phần thưởng của ông Hà Văn Miện, chủ tài xây dựng nhà văn hóa thôn vườn. Xin cảm ơn ông rất nhiều và thưởng cho cầu thủ thưởng nóng luôn ạ. Thưởng nóng lên trên sân ạ. Và ban tổ chức chúng tôi vừa nhận được sự ủng hộ của vợ chồng anh Nha Tại 10 đến từ thôn vườn, cũng ủng hộ cho đội bóng đá, cho giải bóng đá nữ thôn vườn trị giá là 100.000 đồng. Xin thay mặt cho ban tổ chức xin cảm ơn vợ chồng anh chị rất nhiều. Khán giả khẩn trương di chuyển ra ngoài sân. Chỉ có ban huấn luyện và nhân viên y tế mới được trọng tài cho vào sân. Một lần nữa thì ban tổ chức yêu cầu khán giả khẩn trương di chuyển ra ngoài sân. Vâng, và cầu thủ của Thủy Triều Đỏ đã đứng dậy thi đấu được tiếp tục ạ. Tiếp tục được thi đấu ạ. Vâng, thưởng nóng cho cầu thủ vừa ghi bàn thắng 100.000 đồng. Đó là Mai Hương. Số 10 Mai Hương ghi bàn thắng mở tỷ số của trận đấu và đã nhận được phần thưởng nóng của khán giả trên sân. Vâng, và chúng ta nổ một tràng pháo tay thật lớn nào. Vâng, xin cảm ơn ông Hà Văn Điện rất nhiều. Xin chúc ông ngày một phát triển và xây dựng tốt ạ.
Giải thi đấu do Chi hội Phụ nữ thôn Vườn tổ chức đã dành được sự quan tâm đặc biệt của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, của bà con nhân dân, của khán giả, của các mạnh thường quân đã chung tay ủng hộ xây dựng quê hương thôn Vườn ngày càng văn minh, giàu đẹp và hiếu khách. Đặc biệt là sân bóng trung tâm của chúng ta, điện đã sáng trưng rồi. Trận đấu tiếp tục được bắt đầu. Những phút đầu tiên của hiệp 1 thì các cô gái Thủy Triều Đỏ đã ghi bàn thắng mở tỷ số của trận đấu, tạm dẫn trước đối phương với tỷ số là 1-0. Mai Hương, sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội rất giỏi, đó là số 10 Mai Hương. Vẫn là những tình huống đi bóng rất khó chịu. Đó là sự phối hợp của Mai Hương và cầu thủ mang áo số 11 bên phía Thủy Triều Đỏ. Như vậy là theo danh sách đăng ký đội hình chính thức bên phía Thủy Triều Đỏ, số 11 là Lương Hà. Lương Hà và Mai Hương đã là hai người ghi hai bàn thắng cho đội tuyển Thủy Triều Đỏ trong trận tranh giải 3 ở mùa giải năm nay. Vẫn là những động tác qua người rất chững chạc của hàng phòng ngự bên phía đội tuyển Thủy Triều Đỏ. Ánh Phương, nhạc trưởng Ánh Phương, chuyền vào không chính xác. Ánh Phương là người gốc thôn Thuận Tân Thanh, sau khi phải lòng giai đẹp ông bầu Hùng Dũng đến từ địa bàn Dương Đức thì giờ đây Ánh Phương đã là nhạc trưởng của đội tuyển xã Dương Đức nói chung và đội tuyển Thủy Triều Đỏ nói riêng. Vẫn là những tình huống cầm bóng của các cô gái trong trang phục màu tím Thủy Triều Đỏ. Đã Thủy Triều rồi lại còn màu đỏ nữa thì chắc chắn sẽ cuốn cuộn những hình ảnh của đối phương vào lối chơi của mình trong trận đấu trên giải bảng ngày hôm nay. Và Anh Phương, nhạc trưởng Anh Phương là người châm ngòi và phát động cho tất cả các đợt tấn công của đội tuyển Thủy Triều Đỏ. Mai Hương, Anh Phương, bóng đã vấp vào chân hàng hậu vệ đi hết đường biên dọc. Các cô gái trong trang phục màu xanh lãng tranh liên trung sẽ là người lâm biên. Trưởng ban tổ chức giải là bà Tạ Thị Mạnh, là chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Vườn. Thì bà Mạnh cũng có rất nhiều công lao đóng góp cho tất cả các phong trào thi đua quyết thắng của chi hội phụ nữ thôn Vườn, đặc biệt là giải thi đấu bóng đá đầu tiên do chi hội phụ nữ thôn Vườn tổ chức đã thu hút và giành được sự quan tâm đặc biệt của các đồng chí đến từ Đảng ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cũng như Hội đồng nhân dân. Mai Hương, nguy hiểm, vào liệt vị, liệt vị. Như vậy là trợ lý của ông Nguyễn Văn Quỳnh cũng đã phất cờ. Đá phạt ở vào sân nhà cho các cô gái lãng tranh. Mai Hương, bóng vẫn lăn trên sân của lãng tranh. Tiếp tục là số 11 đã đến việt vị. Cầu thủ ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho Thủy Triều Đỏ là số 11. Các cô gái Dương Đức là người lâm biên. Và bây giờ quyền lâm biên thuộc về Liên Trung, lãng tranh Liên Trung Tân Yên.
tiếp tục là một tình huống ném biên. Hà Tâm là người ném biên. Phát bóng ở phần sân nhà cho các cô gái thủy triều đỏ. Khán giả đã có mặt rất đông trên sân bóng vô cùng xinh đẹp của quê hương Cồn Vườn để cổ vũ cho giải đấu của chúng ta. Sự có mặt của cổ động viên trên sân là nhân tố quan trọng để góp phần vào thành công của giải đấu. Ánh Phương vẫn là những tình huống tổ chức tấn công của các cô gái thủy triều đỏ. Và bây giờ là Liên Trung cướp được bóng rồi, mở hướng sang bên kia phải, không vượt qua được hàng phòng ngự trung tâm của các cô gái thủy triều. Các cô gái thủy triều đỏ cầm bóng rất chắc chắn trên sân. Bây giờ là một quả ném biên, Lãn Tranh Liên Trung ném biên. Cơ hội. Tình huống vẫn lập bập trước cầu gôn bên phía đội tuyển thủy triều đỏ đỏ. Không biết ai là người sáng tác và đặt tên cho đội bóng mà lại hay đến như vậy. Đã thủy triều rồi lại còn đỏ nữa. Nguy hiểm, bóng đã chạm sang ngang trong tình huống vừa rồi. Phát bóng cho các cô gái thủy triều. Số 11 Lương Hà đã có một pha đánh đầu bóng đá dưới vào sàn ngang. Suýt nữa thôi thì số 11 Lương Hà đã lập cú đúp trong hiệp 1 này. Lại là Lương Hà lên hành lang cánh phải chuyền vào. Không vượt qua được hàng phòng ngự đi với đội tuyển Lãn Tranh. Vẫn là những tình huống bật nhả rất chính xác của các cô gái bên phía đội tuyển thủy triều. Bóng đá đi hết đường biên dọc. Các cô gái thủy triều là người ném biên. Anh Phương hoạt động rất rộng. Pha vẩy bóng của anh Phương đã đi hết đường biên ngang. Anh Phương chính là lắp nhà Đông Dương của Bầu Hùng Dũng. Quý vị và các bạn đang theo dõi hiệp 1 của trận đấu tranh giải 3 giữa đội tuyển thủy triều đỏ đến từ địa bàn Dương Đức gặp đội tuyển Lãn Tranh Liên Trung Tân Yên. Tỷ số đang là 2-0. Anh Phương vẫn là anh Phương lém biên cho cô gái màu tím. Chắc chắn số 8 Ánh Phương sẽ là người ném biên. Bây giờ là một quả phạt góc. Bóng đá vấp vào chân hàng phòng ngự của Liên Trung đi hết đường biên ngang. Ánh Phương là người thực hiện đá phạt. Phản công. Xíu nữa thôi thì các cầu gái Liên Trung đã cướp được bóng trong tình huống đối mặt vừa rồi. Và bây giờ là một quả ném biên. Rất khó để vượt qua được những tình huống tranh chấp đối mặt. Số 8 Ánh Phương. Ánh Phương là cầu thủ dày dạn chân mạng. Trong mấy mùa giải trở lại đây ở địa bàn xã Mỹ Thái thì Ánh Phương cũng thi đấu rất xuất sắc trong màu áo của đội tuyển Cầu Ván. Và đặc biệt là đội tuyển Lâm Sơn. Và bây giờ là Ánh Phương. Bóng vẫn trong chân của Ánh Phương.
phát bóng cho tình huống bật góc bên phía cánh trái. Dương Đức là người thực hiện đá phạt. Qua người rất khéo, bóng vẫn lấp bập trước cầu gôn. Anh Phương, đồng đội cũng như anh Phương đã không hiểu ý nhau trong pha phối hợp vừa rồi. Thứ này chuyển cho Phương này. Vẫn là những tình huống ném biên cho anh Phương. Nhạc trưởng anh Phương là người châm ngòi và bắt đầu tán bộ các phong trào thi đua của bên phía đội tuyển Dạ Dương Đức. Anh Tài ơi. Quyền ném biên thuộc về các cầu gái xã Dương Đức. Anh Phương rất nhanh và chớp thời cơ và cướp bóng rất nhanh của các cầu gái thì chiêu đỏ. Mai Hương, trọng tài cũng đã căng cò. Bóng phần lớn đang lăn trên phần sân của các cô gái đến từ địa bàn Lãng Chanh. Các cô gái Lãng Chanh vẫn đang gặp khó khăn để đưa bóng vào vòng cấm đối phương. Sau khi trận đấu tranh giải ba kết thúc sẽ là một chương trình văn nghệ đặc biệt gồm các ca sĩ nổi tiếng đến từ khu vực cũng như các đội nhảy gồm các vũ công rất xinh đẹp sẽ phục vụ bà con nhân dân trên sân bóng của chúng ta. Bây giờ là quả đá phạt đã về trung tâm. Nguyễn Thị Thắm sẽ là người thực hiện đá phạt. Không có gì khó khăn đối với thủ thành khi chiều đó phạt bóng rất mạnh lên trên phần sân của đối phương. Anh Phương phối hợp với Mai Hương, Mai Hương nhả lại cho đồng đội bên cánh phải không kịp, bóng đã đi hết được bên ngang. Đỗ Thị Lệ Duyên mặc dù đã rất xuất sắc thế nhưng cũng phải ngấp ngùi vào lưới nhặt hai lần bóng, đang để đối phương giảm dẫn trước với tỷ số là 2-0. Sinh viên Mai Hương đã xinh đẹp lại đá bóng này, cầm bóng rất chắc. Và bây giờ là cơ hội cho Liên Trung, cơ hội cho Lãng Chanh, vẫn là Lãng Chanh. 2-3. Khó để vượt qua được hàng phòng ngự có chiều sâu bên phía đội tuyển thủy triều màu đỏ. Phát bóng rất mạnh lên phần sân của Lãng Chanh. Ước mơ của bà con nhân dân cũng như là người hâm mộ đã trở thành hiện thực, đó là gian đen ánh điện sáng tưng bừng trên sân bóng của quê hương chúng ta. Mai Hương vẫn là số 10. Mai Hương, Mai Hương chính là người ghi bàn thắng mở tỷ số của trận đấu và bây giờ là Lương Hà, số 11 Lương Hà đã vào ở phải đi trong tình huống này. Một tình huống đá phạt gián tiếp ở vị trí liệt vị. Một tình huống đá phạt ở vạch trung tâm. Chúng ta hãy chờ xem các cô gái trong trang phục màu xanh Lãng Chanh Liên Trung tổ chức pha đá phạt là như thế nào. Người hâm mộ Liên Trung và khán giả trên sân rất cần một tình huống đá phạt thành bàn.
không có gì khó khăn đối với thủ thành bên phía đội tuyển Thủy Triều. Như vậy là một thông tin chúng tôi mới nhận được, rất nhiều người phát ngôn của các cầu thủ chính thức cũng như một số cầu thủ dự bị hiện nay chưa có người yêu đã liên hệ với trung tâm phát thanh để xin số phóng viên Thuận Nguyễn. Sau khi trận đấu và giải đấu là kết thúc thì ban tổ chức chúng tôi sẽ cung cấp link lên cũng như số điện thoại của giai đẹp Thuận Nguyễn cho một số khán giả cũng như fan hâm mộ phóng viên này. Chắc chắn sau khi giải đấu do chi hội phụ nữ thôn vườn lại tổ chức kết thúc thì phóng viên Thuận Nguyễn sẽ liên duyên Mai Hương. Vẫn là những tình huống giật bóng rất tiệu mệ của số 10 Mai Hương. Và bây giờ là Mai Hương có khoảng trống, chút bóng từ xa. Wow. Và bây giờ là Mai Hương có khoảng trống, chút bóng từ xa. Wow. Đó là số 10 Mai Hương. Đối như nhận định của giới chuyên môn và đối hàng hậu, sinh viên năm thứ 2 Đại học Sư phạm Hà Nội, Mai Hương. Ban tổ chức và bạn bè do chi hội phụ nữ thôn vườn cũng như người hâm mộ bắt lời xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới trung tâm tổ chức sự kiện, MC ca sĩ Tiến Mạnh đã đồng hành với ban tổ chức một chất lượng âm thanh quá tuyệt vời. Lương Hà xin cho thôi thì Mai Hương đã có cơ hội dứt điểm, bóng lại tới chân Mai Hương. Mai Hương diệt không được. Nếu như là một pha chuyền bóng cho Lương Hà trong tình huống này thì sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều, thì trước mặt Mai Hương là ba cầu thủ áo xanh đã chắn kín khung thành rất xuất sắc và đẹp mắt. Đó là các cô gái đến từ quê hương xã Dương Đức trong màu áo Thủy Triều màu đỏ. Tỷ số đã là 3-0 rồi. Mai Hương đã là người lập cú đúp và số 10 Mai Hương cũng đã giành được sự quan tâm đặc biệt của khán giả trên sân, đã có rất nhiều phần thưởng nóng dành cho Mai Hương. Thời gian thi đấu hiệp 1 không còn nhiều, tỷ số trong trận tranh giải 3 đã là 3-0. Chắc chắn khó khăn sẽ trông rất khó khăn lên đôi chân của các cô gái lán tranh. Mặc dù đang bị đối phương dẫn trước với tỷ số có phần đậm đà là 3-0, thế nhưng các cô gái màu xanh lán tranh vẫn chưa thực sự tổ chức một đợt tấn công sắc bén nào vào khu cầu môn đối phương. Anh Phương đã lùi sâu vào sân nhà. Lán tranh nhắm biên. Dứt điểm từ xa. Bóng lập tập. Không có mũi nhọn tấn công nào áp sát trong tình huống bắt bóng lập tập của thủ môn bên phía đội tuyển Thủy Triều. Và bây giờ vẫn là các cô gái Thủy Triều. Lém biên bên cánh trái cho các cô gái Thủy Triều. Bảo Phan là người lém biên. Lương Hà. Sóc nhỏ Lương Hà rất khó kèm. Bên hành lang cánh phải thì Lương Hà cũng đã châm ngoài cho Mai Hương để cho Mai Hương ghi bàn mở tỷ số của trận đấu rất đẹp mắt. Phạt góc bên với cánh phải. Thank you.
rất nhiều sinh viên đến từ trường Đại học Quốc gia Hà Nội, gồm Đại học Sư phạm 1, gồm Đại học Thể dục Thể thao, Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao. Chắc chắn trong hai trận đấu tranh giải 3 và trận đấu tranh giải nhất, sẽ có các sinh viên góp mặt về đây đua tài. Điều đó là niềm tự hào cho quê hương thôn vườn xã Xuân Hương chúng tôi. Bởi vì đây là giải thi đấu mở rộng, theo điều lệ và quy chế của ban tổ chức giải thì các câu lạc bộ thỏa sức mời các đơn vị kết nghĩa. Các cầu thủ nổi tiếng được đào tạo bài bản từ các trung tâm đào tạo thể dục thể thao. Mục đích lớn nhất của ban tổ chức chúng tôi đó là sự gắn kết, đoàn kết gắn bó keo sơn giữa các câu lạc bộ, các địa phương. Và điều quan trọng hơn cả đó là cống hiến cho khán giả trên sân những pha bóng hay, những trận cầu đẹp. Mai Hương, Mai Hương đã lùi sâu về phần sân nhà. Lương Hà, Anh Phương sẽ là người lém biên. Một khán giả rất xinh đẹp cũng đã vào sân hỗ trợ cho các cô gái thi chiêu màu đỏ. Rất đông khán giả có mặt trên sân để cổ vũ cho các trận đấu của chúng ta. Ngoài những các cụ ông, các cụ bà, các người già, người trẻ, còn có các cháu thiếu niên nhi đồng. Và xen kẽ là những bóng hồng rất xinh đẹp, một màu sắc tổng hợp lung linh trên quê hương thôn vườn xã Xuân Hương. Rất khó, rất lẻ loi và có phần cô độc trên hàng công. Một mình áo xanh lãng tranh đối mặt với 2-3 cầu thủ thủy triều màu đỏ. Và đương nhiên thủy triều màu đỏ đã cướp được bóng rồi, và bây giờ là tới chân số 10 Mai Hương. Lém biên cho các cô gái lãng tranh. Quan điểm của ban huấn luyện lãng tranh đó là giao lưu học hỏi, đó là cọ sát kinh nghiệm trận mạc, đó là thực nghiệm đội hình trẻ để cho các trận đấu tới đây của huyện Tân Yên cũng như của tỉnh Bắc Giang. Mai Hương dứt được từ xa, nguy hiểm không vào. Đó là tình huống chớp thời cơ và dứt điểm từ xa bằng chân phải của số 10 Mai Hương. Bóng đã đi sát cột dọc trong găng tấc. Rất cần những tình huống dứt điểm từ xa như thế này để uy hiếp thủ thành đối phương. Và vừa rồi thì quý vị và các bạn đã chứng kiến một tình huống sút xa rất đẹp mắt của số 10 Mai Hương. Mai Hương cũng là người lập cú đúp. Trong hiệp 1 đang dẫn trước đối phương với tỷ số là 3-0. Qua người, động tác qua người rất khéo của các cô gái đến từ hàng phòng ngự. Lương Hà, một mình Lương Hà trên bóng vào. Anh Phương truyền cho Mai Hương. Mai Hương qua người, vẫn là Mai Hương. Mai Hương đối mặt với hai cầu thủ hậu vệ áo xanh và bóng vẫn trong chân của các cô gái thủy triều. Bây giờ thì hàng phòng ngự lãng tranh đã hóa giải được và bóng đi hết đường biên dọc. Anh Phương, bóng lại tới chân của các cô gái bên phía đội tuyển thủy triều, vẫn là hàng ngang cánh trái. Chặt quá sát quá ôm đôi người rồi, chiếc vào số 10 Mai Hương không được. Xin thông báo cho quý vị hãy tôn trọng ban tổ chức. Rất là cảm ơn quý vị đã đến đây cổ vũ cũng như là ủng hộ đóng góp cho cái giải bóng đá nữ thôn vườn mở rộng năm đầu hướng yên. Lương Hà có kịp không? Vẫn là kịp bên cái giải trên bóng vào. Rất tiếc không có đồng đội của Lương Hà trong pha tắt bóng vừa rồi. Bóng vẫn còn, vẫn là bên cánh trái. Bây giờ là một quả, bóng vẫn còn, bóng vẫn lấp bập trước cầu dân viên đội tuyển Liên Trung. Lương Hà trên bóng vào, một dừng chân trước cầu gôn bên phía đội tuyển Liên Trung. Sóng gió bắt đang vây hãm cầu gôn bên phía đội tuyển Liên Trung. Bây giờ là Lương Hà, bóng đã chạm tay trong tình huống này và ông Quỳnh đã đứng rất gần. Ông Quỳnh không những giỏi trong công tác quân sự quốc phòng, điều binh khiển tướng trong những đợt diễn tập phòng thủ khu vực, mà ông Quỳnh cũng dành rất nhiều thời gian để cùng với phong trào thi đua quyết thắng của địa phương xã Xuân Hương trong vai trò
người cầm cúp nề mực ở trận đấu ngày hôm nay thì ông Quỳnh chắc chắn sẽ phát huy hết được vai trò công minh, chính trực và hoàn toàn chính xác. Thời gian thi đấu của hiệp 1 cũng không còn nhiều. Các cô gái lắng tranh sẽ phải cố gắng rất nhiều để tổ chức những đợt tấn công nguy hiểm về cầu gôn đối phương nhằm ghi bàn thắng để rút ngắn khoảng cách tỷ số xuống. Đông đảo tầng lớp nhân dân đã tạo nên một màu sắc lung linh trên sân bóng trung tâm của thôn Vượt, xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang chúng ta. Lần đầu tiên trong lịch sử, rất nguy hiểm mà Hương vẫn tiếp tục là những tình huống rất đẹp từ xa. Cánh Phương qua một người rồi, anh Phương chuyền cho Lương Hà, có kịp không? Kịp không? Dù bàn thắng không được ghi đi, thế nhưng cũng đáng khen cho sự phối hợp của các cô gái đến từ Từ Chiêu. Bây giờ là một tình huống bật góc bên phía cánh phải. Các cô gái đến Vương Đức Vân. Tân Yên ném biên. Nguyễn Thắm sẽ là người ném biên. Không vượt qua được đôi chân của anh Phương. Bây giờ quyền ném biên thuộc về các cô gái Dương Đức. Lán tranh. Bóng vẫn còn, Lán Tranh quan sát chuyền bóng đi. Tuyến giữa bên phía đội tuyển Lán Tranh đã có một khoảng trống. Bây giờ thì các cô gái Lán Tranh sẽ ném biên. Mai Hương, Mai Hương hoạt động rất rộng trên sân. Một tình huống vẩy bóng băng má ngoài chân phải rất điệu nghệ của các cô gái Thủy Triều. Bây giờ là lá biên cho các cô gái Thủy Triều. Thủy Triều vẫn chưa hài lòng với tỷ số 3-0. Trọng tài đã bắt lỗi kỹ thuật trong pha lá biên vừa rồi. Đó là sự công minh chính xác của tổ trọng tài. Trợ lý Trọng Quỳnh đó là ông Dương Minh Đỉnh và ông Dương Minh Núi. Tổ chức bọc lót cho nhau rất tốt ở phần sân nhà. Đó là hàng phòng ngự bên phía đội tuyển Thủy Triều. Bóng vẫn còn. Đúng lúc này thì trọng tài Nguyễn Văn Quỳnh đã nói còi kết thúc thời gian thi đấu của hiệp 1 và hai đội ra sân nghỉ giải lao với tỷ số là 3-0. Tạm thời nghiêng về các cô gái Thủy Triều đó. Hôm nay rất thắng lợi đúng không? Chúc các cầu thủ tất cả chị em trong
không khí rất tuyệt vời trên quê hương, thôn vườn xã Sông Hương. Cảm ơn Di Phương nhỉ, Phương à, Anh Phương nhá. Cảm ơn cả đội tuyển của